Xin chào mọi người nha. Chào các bạn nha. Thì bây giờ đang buổi sáng thì anh em mình đi vào trong này mọi người. Tại vì hôm qua mình đi bẫy chuột mọi người. Thì con ong trong nốt rừng vào. Hôm qua anh em mình bẫy chuột thì bây giờ mới vào để ngày mưa xuống rồi để xem thử đây. Đấy. Anh biết được có bẫy được con chuột nào không đấy. Xinh hết mắt luôn mọi người. Con ong nốt đây. Hôm qua đi bẫy chuột. Ở đây bẫy chuột thì mặt bên kia mọi người ạ. Chỗ cây lá là đỏ ấy. Có tổ ong rất to. Đây ở chỗ kia kìa. Đặt bẫy kia một cái còn trên kia. À được một con rồi. Đâu? Đây. Con rồi. Chuột này nhỏ thế nhỉ? À đây là con nó. Cái... như là chỗ nào? Trong kia. À kia. Đây, đây rồi. Trên cây chuối. Có một con này. Bằng nhau à? Cái này chắc là kiểu thì xuống dưới đi. Thăm tiếp ở dưới kia mọi người ạ. Kia. Thăm bên kia không biết có được không. Dưới kia chắc cũng ấy đấy. Có nhiều chuột đấy. Xuống dưới đi. Giờ mới sáng sớm mà trời nắng thật mọi người ạ. Mùa này thì quá nóng luôn. Quá nắng nhanh. Giờ mới 8 giờ thôi. Thì từ nhà đến trên này là cũng rất khó mọi người. Cái này nó cao mà. Đây, dốc núi rất cao luôn. Giờ hình như trong này có con cua đấy. Đây đây đây. Giờ như con cua nó đào vào trong ấy. Cầm đi. Mình sẽ thử mò xem thì có không? Có một con cua mọi người ạ. Đây thì nó đang chạy. Kéo mạnh thật đấy. Đây đây đây, chạy ra ngoài rồi. À, được rồi. Đây. Gần đây hình như là có cua rất nhiều. Này mà kẹp tay phát à. Quá đau luôn. Còn vào trong túi đi thăm bẫy chuột tiếp đi. Ở đây thì có gió rất mát luôn. Tí nữa đi đây. Vào đi. Tôi xem. Cứ để đây đấy, con chuột để đây vào. Để đây tí đứng tìm chỗ nữa sau. Đi vào trong này đi. Được không? Chán thật. Không được con nào luôn. Không được à? Không có con nào. Cả 2, 3, 3, 4 chiếc mà không có con nào. Mà chán thật. Hai con kia rồi cũng được rồi, cũng tạm được rồi. Thế thì tìm thêm thức ăn đi. Có nhiều chuột trên mà không được. Rồi trên kia có quả rất nhiều mọi người ạ. Đâu? Kia. Chín chưa nhỉ? Mùa này à, rất nhiều nhưng mà cái này ăn khó thì được. Đó. Mùa này chắc chín rồi đấy. Khó lên lắm. Nhưng mà cái này đây. Cao thế làm thế nào nhỉ? Cây cao thế này để cái cây để quăng không trèo lên được đâu, trèo lên nguy hiểm lắm. Tí là lấy cành cây rồi ném vào đi. Thế thì đi tìm củi đó. Bây giờ thì nướng con chuột trước mọi người. Rồi bây giờ là anh em mình sẽ lên trên kia để tìm con cua.
nướng con chuột để dưới kia mọi người ạ. Bây giờ anh em mình lên trên này tìm mấy con cua. Ở dưới nước thế này là con cua rất nhiều luôn mọi người ạ. Chỗ này ẩm ướt thế này. Chỗ này là có nhiều cua đấy. Bên này thì có nước tràn ra. Cua trong rừng thì có con rất to luôn. Không thấy con nào luôn nhỉ? Đi kìa, kìa một con kìa. Cho vào túi. Đây hòn đá rất to, nó đổ trên kia xuống mọi người. Thì mấy năm trước là không có hòn đá này chỗ này đâu. Chỉ trên này thôi. Dưới đây, trong này có một con đây. Con này khá to đấy. Bắt đây đi. Buổi sáng thế này nó cũng ra kiếm ăn. Con này nó ra kiếm ăn rồi, đây đây một con nữa đây. Nhiều thế nhỉ? Con này cũng to đây. Đây, bắt, bắt luôn đi. Coi chừng kẹp tay nè. Đây, cho vào túi đi. Xem. Đây cũng là một con. Rồi rồi. Trong này có nhiều hơn nhỉ? Nhìn sợ thật. Đây là sợ con. Wow, wow, đây một con này. To không? To. Con cua nó hay trốn ở trong khe đá. Nó thường trốn ở trong này đấy. Khe đá thế này. Xem trên này đi. Ủa dồi, con ếch, con ếch. Ủa. Con ếch kìa. To không? Khá to đấy. Cầm cái máy quay. Con to thì cầm máy quay đi, nhanh nhanh nhanh. Nó bay mất đấy. Như nó chạy mất đấy. Con ếch mà bảo là bay bay. À đây rồi, được rồi. Đó, à. Đây. Con ếch. Con nhỏ. Con trong khe đá. Hết sạch rồi. Bây giờ thu xuống. Không có con nào khi nó thu xuống. Thu xuống. 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 Rất mát rồi nè. Con ếch. Ếch trong này còn rất nhỏ đây. Cái nướng ăn ngon đấy, ếch này. Nhìn rất béo. Rồi xuống đi, xuống xem con chuột đi. Có khi bây giờ cháy mất thì cháy hết thì không có ăn đâu. Con cua nướng chín rồi mọi người. Đây còn con ếch với con chuột. Đây bây giờ chuẩn bị hết rồi mọi người ạ. Wow, rất ngon. Là mình sẽ ném quả trên kia mọi người. Cao quá không lên được nên là ném cây vào rồi là nó rơi xuống.
Tránh nhá, tránh ra xa nhá. Không biết có được không đây. Rồi, chặt rồi. Lấy cành khác. Được. Ôi giời ơi, chết. Còn không trúng cái cây. Cán thật. Cán thật muốn ăn mấy quả kia mà không được. Luôn. Vì nó càng nhỏ đó. Ném mãi không được là quyết định là thủy trèo lên mọi người ạ. Kìa cành trên kia có rất nhiều quả. Rất nhỏ. Rơi xuống rất nhiều luôn. Mỗi một quả chín thôi. Mới chín một quả thôi. Quá ngọt. Giờ thì nắng cũng rất nóng mọi người ạ. Đây, quả này thì ở trên cao đấy rất khó rất luôn ngon. Ném mấy lần mà toàn trượt. Đây, mời các bạn nhé. Phải trèo lên tận ngọn cây để lấy mọi người ạ. Để ăn đùi con ếch này. Ăn thử đùi con ếch đi thì. Tại vì là ếch trong này rất béo đấy. Đây, mời tất cả mọi người nhá. Đây, mời mọi người nhé. Ếch này nó thịt nó chắc thật. Nhưng mà không có nhiều đâu mọi người. Ăn ếch thì đến đi soi thì chắc là có nhiều đấy. Cua quá giòn luôn. Con trượt thì xương nó cứng. Cay chứ. Ớt này tuy quả nó nhỏ thế này thôi mọi người, nhưng mà rất cay luôn. Đây. Quả nhỏ nhỏ thôi, còn không bằng ngón tay đâu. Nhưng mà nó cay lắm. Nó chưa chín nên là rất chua luôn. Wow. Nó ngon luôn. Nóng thế này là đặt máy quay một chỗ là nó kiểu ánh nắng chiếu vào nó không nhìn rõ mọi người ạ. Nên là cầm quay thế này nó dễ hơn, nhìn rõ hơn. Con cua bẻ ra mọi người. Cái phần vỏ trên kia ra là được, với chân của nó được rồi.
Ừ. Nhìn rất ngon. Làm một miếng luôn. Chua. Xong thì quá là khát nước luôn mọi người ạ. Thì video của anh em mình đến đây cũng phải kết thúc thôi. Tạm biệt tất cả mọi người nhá. Tạm biệt các bạn nhá. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình.